Công an thành phố Hồ Chí Minh xác nhận vừa có quyết định tạm hoãn xuất cảnh đối với bà Nguyễn Phương Hằng, tổng giám đốc công ty cổ phần Đại Nam để phục vụ công tác điều tra xác minh liên quan đến đơn thư tố cáo của người dân. Theo quyết định này, bà Nguyễn Phương Hằng bị tạm hoãn xuất cảnh từ ngày 16 tháng 2 đến ngày 29 tháng 4 năm 2022. Việc tạm hoãn xuất cảnh để phục vụ xác minh điều tra, quyết định tạm hoãn xuất cảnh của bà Nguyễn Phương Hằng được gửi đến Viện Kiểm sát Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh cùng xuất nhập cảnh A08 Bộ Công an và cá nhân bà Hằng.